Hướng này liệu bao giờ nó mới chín? À, luộc này anh Cường. Luộc này không kéo để viên đá đậy lên làm nắp chứ. Không, mẹ nếu mà luộc chín này thì ăn lại nhanh hết, đưa ra cho anh nhìn thấy. Con dao luôn rồi. Cái tái nó không ấy, không có dầu nhá, dính bẩn. Xoa tắt. Cái xô kia ngồi kìa. Nó không ghế, ngồi. Đúng rồi, mang ghế mình ngồi chứ. Ừ. Mỗi lần hòn hòn đá mà nằm ghế chứ. Đừng từ thằng đấy ra sắp rượu chứ đi. Một thằng tay đấy. Đầu cái chai từ góc thôi đổ lên nó cùng càng gành ra. Ờ có chén mà. Đổ để đây có mà được. Đổ. Muốn người cầm chén. Đây còn cái máy xương này bắt luôn. Con đi ở dưới nhà hương tôn không đi. Thích rồi đấy. Sao trên nhà hương tôn? Đi cái bánh mì và nướng đi hiền. Điên à? Nó về đi đón nó về xong rồi nó bảo nó ở đấy chơi thì đấy. Này. Cái này nó lại con cá cháy mẹ rồi. Cá sông ông sông đây. Kích được à. Bữa trong nó bên trong ấy, trong người nó ướt ngon. Ướt ngon. Ướt ngon nhưng nếu mẹ nó đỏ quá thì khiếp bỏ mẹ được. Mang này cũng khô này ướt vừa vừa ngon. Còn nóng nữa đâu nhỉ. Vào đi. Mẹ tí nó đây, đây gió lại nguội mẹ thức ăn. Bê ghế đi. Ghế đây. Ghế thằng nào thằng nó bê đi. Đây đây, vợ ơi bê anh còn ghế này. Vợ ơi bê anh còn ghế này. Mày không được bao giờ. Miện ngồi còn ghế nào thì chơi. Đâu. Ai bờ sông quê mình nó thế này đây. Em xem nào. Xem cái đéo mà xem. Ờ, chuyện à? Đi, cái gì của cháu thái bánh chưng. Nó đây, nhanh lên em. Không bỏ nó ăn hết. Cái dây này nướng khô rồi, sao sắn được nữa. Thì thế là bỏ ngon, mình đâu thái ra đi bấy đấy. Ôi đây. Ôi đây. Ở chỗ này nguy hiểm thế này, có thằng ngồi trên cao, thằng ngồi thấp à? Đây, ngồi. Bọn nào mà. Mâm trên, mâm dưới à? Đây. Cá được chưa, cá bé. Cái bé được rồi đây. Quá được rồi. Nó đây. Nó đi đâu rồi nhỉ? Con nào? Đang thả lưới. Qua nào. Ngon lắm. Nếu được đúng không bạn? Ngon lắm. Thế gọi video bảo mày chỉ cho tao cái. Ngửa nó sạch hơn đi. Ngộ mà ngửa sạch dưới nó mới sạch. Dưới nó phấn nó mới sạch. Ôi Phúc chơi còn ghế ghế ác đấy. Cái đấy nó phải nhường cho các anh. Mông to phải ngồi cái hòn đấy nó trúng ấy. Đấy, có kèm gì nữa không? Mẹ mỗi bọn giàu ngày hay ăn người làm. Giàu tham việc thất nghiệp thì mẹ chỉ ăn giỏi. Tham gia đây. Ai về vị trí người đấy đây. Này cái gì đây? Đây chia cho anh Tú bên kia. Bên kia. Bên kia uống nhiều hơn thì chơi. Ni đâu nhỉ? Ni đâu à? Thổi đi á. Thổi đi à? Cái này gì? À Ni. Này con Ni ra. Đấy hôm nay anh với Hiền mấy đứa mày thi đấu đi. Rượu này cho em con thằng nấu. Rượu gì đấy? Rượu đây là rượu chuối. Nóng à? Rượu ngâm nặng. Để ăn đi. Say chết. Ôi mẹ, nắm rượu thế cả.
ăn đi, uống đi. Đi đâu hết rồi? Thì tôi phải cầm về. Không, nó bị gì chết à? Chân mình bẩn quá. Đi rửa đi. Rửa nhưng thịt mẹ có rửa nó lại đi nhắm vào bùn nó lại cứ thế. Thế thôi, đừng có rửa nữa. Rồi ăn đi. Anh ạ. Không ngồi thịt đây cho ấm. Mẹ. Đây, anh Khang ngồi trên đây này. Ngồi cạnh vừa tao đấm chết rồi. Cho ra kia tí cho nó thành cái cạnh đi. Bếp thui. Ngồi đây. Đấy, ngồi đấy là Khoan ngồi đấy. Ngồi đấy cho nó loang. Ngồi đây. Ngồi đây. Mẹ sẽ mới xuống vào đây nhá. Ngồi đâu? Đây đây. Đây đây. Quay quay giữ. Đây đây. Đẹp rồi. Còn 3 thằng nữa mà, đủ chỗ chưa? Không được mấy này à? Chín rồi. Chín được. Chín rồi, chín rồi. Cắm cái que vào được. Ôi trời, cháy 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 cháy. Có ghế ngồi thì sự bịt mẹ nó. Có đâu nhỉ? Cái chiên thì Hiền vừa vứt đâu rồi? Cho em một cái. Nó cái nắp gì để nước chấm nó bỏ ra là chuối rồi. Không gì đâu. Bát bên này có rồi. Đây à, thằng này ăn lịch sự thế. Thử xem này, xem có hiệu quả không đã. Ăn bánh mì rồi. Nắp đầu. Không. Mời em. Không. Đấy. Rót rượu đi vợ. Tao đi chúc mừng năm mới cái. Ôi sao cái miếng này bẩn thế này. Năm cũ đã qua rồi. Chúc mừng năm mới đi. Tao rượu đi. Nó chén nhiều lắm mà. Đây đây, đây chén ở đây. Bên kia sau mà. Bên hông này. Không kìa, có ghế đây. Có ghế ghét lòng quá. Ôi trời, xin lỗi xin lỗi. Ây da, sớm lại chơi ghế to thế. Chúng ta uống rồi hả? Chén của ai rồi đấy hết à? Đang mang cho anh chén à? Có anh đang cầm điện thoại à? Ôi, năm mới. Năm mới làm chén rồi. Chén nào? Đây, trước mặt chú có chén đây. Tay chú tùng có chén này. Chén đầy đây. Rượu đầy đây. Chén đây. Cường có rồi. Em nói rồi em uống rồi. Cái lúa bát nó chấm mày đấy, không đổ một ít ra đấy, à chiếu ấy, à chấm mâm ấy, thành mà. Rượu nặng, rượu rượu nặng thật, rượu nó phê phết đấy, thế mà nó anh nó bảo nó uống 3 lít rưỡi rồi đừng uống nhiều. 3 lít rưỡi thì xong xác. Luôn đây à? Bình thường sao mà cái hôm mà mang hạt lắp cái rượu từ kia được? Làm sao như vậy à? Năm mới đây. Chúc mừng năm mới. Rượu 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 đỡ phải chắc nhiều, đỡ phải chắc nhiều ấy. Mang em bảo nó rồi, mang cốc đi một tiếng mang về nó có bắt mang chén. Mang cốc cả chén nhà như mỗi người một chén hơn à? Tách một, uống bao hút canh anh lên xin cái lon.